Đây là hình ảnh anh Đặng Văn Phong, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đang tham vấn các chuyên gia nông nghiệp về phương pháp trồng, chăm sóc cam sành. Là một người có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng cam sành, nhưng với anh Phong, nếu không có những buổi tham vấn, hỗ trợ như thế này thì rất khó có thể để vườn cam của anh có thể đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn. Cam sành được ví là vàng trong đá của Hà Giang. Đây là một trong những cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao cho vùng đất vốn chỉ toàn núi đá cằn cỗi. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế từ cam sành, tỉnh Hà Giang đã ban hành nghị quyết số 04 về phát triển bền vững cây cam sành giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Cùng với đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang cũng ban hành nghị quyết số 58 về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam sành huyện Bắc Quang có gần 3.100 hecta cam sành, chiếm khoảng 43% tổng diện tích cam trên toàn tỉnh Hà Giang. Để cam sành xứng tầm cây trồng chủ lực, huyện Bắc Quang nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay, đổi mới được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong phát triển bền vững cây cam. Việc tận dụng công nghệ Internet triệt đề đã giúp bà con được tiếp cận nhiều hơn với các chuyên gia để tham vấn về các phương pháp chăm sóc, nâng cao sản lượng, tăng chất lượng mẫu mã, nâng giá trị kinh tế. Để cái chuyển đổi số, chuyển đổi số thì thứ nhất là chúng tôi được có sự hướng dẫn của cán bộ khoa học, đặc biệt là cán bộ phòng nông nghiệp thường xuyên xuống kiểm tra theo dõi và làm nó đúng quy trình hơn. Đấy, so sánh với truyền thống thì ngày xưa làm theo truyền thống thì lúc nào có thời gian đi làm cho nên là có nhiều bước là nó cũng chưa được đúng cái thời điểm của cây sinh trưởng. Đấy, cho đến thời điểm bây giờ mình đã hơn 20 năm gắn bó với cây cam thì cũng biết được cây cam là rất dễ trồng nhưng mà đặc thù của cây cam nó cực kỳ là khó tính. Thế cho nên là yêu cầu làm theo áp dụng tiến bộ khoa học là rất cần thiết. À, sản lượng năm nay thì nói chung là năm nay mình làm ý, mấy tỷ cành thì rất tốt rồi quả nó, nó đồng đều và đặc à, kết hợp với năm nay là cũng được mùa nữa thì sản lượng năm nay mình cũng đạt tương đối là cao và quả rất là đồng đều. Mẫu má quả đẹp rồi chất lượng cũng cao và được khách hàng rất là ưa chuộng đặc biệt là những người không chưa biết quy trình làm như mình ấy thì giá nó cũng có sự chênh lệch những người làm nó không theo quy trình gì cứ làm theo truyền thống thì chỉ bán được 9.000 nhưng mà nhà mình đã bán được 11.000 nghìn về sau thì bán cho đến thời điểm hiện nay là kết thúc vườn thì mình mới bán được 15.000 tổng thu nhập của nhà mình năm nay thì cũng được giá 2 tỷ Hà Giang là một tỉnh miền núi có địa hình chia cắt, việc di chuyển giữa các địa bàn gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, các chuyên gia khó có thể thường xuyên tới tận các vườn cam để hỗ trợ trong những lúc cần thiết. Vậy nên, việc tận dụng internet để kết nối với các chuyên gia để được tư vấn về những khúc mắc xung quanh cây trồng đã mang lại nhiều thuận lợi cho người dân. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet, những người nông dân như anh Phong có thể gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia nông nghiệp về những vấn đề mà vườn cam của mình đang gặp phải. Theo như anh Phong chia sẻ, Cây cam là một giống cây khó tính, nếu như không hiểu được đặc tính của cây này thì rất khó có thể phát triển, dù là những khâu nhỏ nhất trong quá trình chăm sóc, thu hoạch cũng có thể ảnh hưởng tới chất lượng cam. Không chỉ tận dụng internet để tiếp cận, trao đổi với các chuyên gia, anh Phong còn sử dụng nó như một công cụ để mang sản phẩm của mình tới gần hơn với người tiêu dùng. Thế trong khi mình làm chuyển đổi số thì mình khi các bước làm ấy thì mình cũng muốn cho cả thị trường được biết trong thời buổi 4.0 thì mình có ghi hình, quay phim rồi chụp ảnh, đăng lên Facebook rồi đưa lên hệ thống để cho mọi người cùng biết quy trình sản xuất của cây cam của mình. Đây là một cái tín hiệu rất là tốt và được hỗ trợ được nhà mạng, cơ quan chức năng và các nhà mạng cũng hỗ trợ đưa tin đến những người tiêu dùng được biết đến về cái việc làm của mình thông qua cái việc mà thực hiện các cái quy trình từ chăm sóc à, cho đến là thu hái ấy, và cái việc mà tiêu thụ thì chúng tôi đã gắn với cái việc là chuyển đổi số à, đưa cái sản phẩm cam sành đến các cái sàn giao dịch điện tử đấy, để cho à, các cái à, hệ thống phân phối à, người ta biết đến và người ta sẽ tìm đến cái, cái 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 sản phẩm cam sành và à, từ cái đó thì à, giúp cho hợp cho xã cũng như là hộ gia đình à, tăng thêm cái thu nhập mà và tăng à, và 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 quảng bá được cái thương hiệu sản phẩm cam sành của huyện Bắc Quang à, đối với cái mô hình mà phát triển à, vườn cam à, mẫu cũng là gắn với lại cái việc mà chuyển đổi số thì à, cũng có một số các cái à, chỉ tiêu cũng như là một số các yêu cầu thứ nhất là đối với gia đình thì gia đình phải chấp hành các cái quy trình chăm sóc theo cái uh, tiêu chuẩn việt gáp và theo cái hướng dẫn của các nhà khoa học uh, còn đối với uh, uh, công ty có liên kết uh, để chuyển đổi số thì uh, họ sẽ cung cấp cho gia đình một cái phần mềm và người ta theo dõi cái việc mà chăm sóc uh, uh, rồi là đến thu hái và tiêu thụ và người ta hỗ trợ cho các cái kênh thụ ví là vào các cái uh, hệ thống uh, siêu thị trên toàn quốc như là uh, Sài Gòn cốp hay là Viettel hay là về điện lực rồi là uh, vimart vân vân thì để các cái hệ thống siêu thị đó người ta biết được và người ta sẽ có cái người ta đưa cái sản phẩm về để bày uh, bán tại các cái siêu thị và cái cái sản phẩm này thì khẳng định là những cái sản phẩm uh, nó đảm bảo được cái uh, chất lượng cũng như là về uh, an toàn vệ sinh thực phẩm. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các chuyên gia, gia đình Anh Phong đã thực hiện mô hình vườn cam mẫu với diện tích lên tới 5 hecta, với số lượng 3.000 cây. Để được công nhận là vườn cam mẫu, phải đáp ứng được những tiêu chí khắt khe như xây dựng hệ thống giao thông nội vườn, hệ thống tưới, trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, ứng dụng chuyển đổi số thông qua nhật ký điện tử, cập nhật quá trình trồng, chăm sóc, bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử và quảng bá hình ảnh cây cam sành bằng ứng dụng internet, mạng xã hội. Ngoài ra, gia đình anh Phong cũng phải thường xuyên cập nhật tình hình, nội dung công việc có liên quan đến sản xuất cam sành lên phần mềm xác thực số để khi sản phẩm tới tay người dùng, họ có thể xác định được nguồn gốc, xuất xứ cam việc ứng dụng internet vào phát triển cây cam là một mô hình mới trong chiến lược phát triển bền vững loại cây chủ lực này của tỉnh hà giang nói chung và huyện bắc quang nói riêng mô hình này có thể phát huy tối đa việc phối hợp chuyển giao kỹ thuật liên kết chặt chẽ giữa người nông dân và các chuyên gia nông nghiệp qua đó mang tới cho người dân trồng cam những quy trình tiên tiến giúp nâng cao chất lượng sản phẩm việc ứng dụng internet cũng góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm cam hà giang giúp sản phẩm được tiêu thụ tốt hơn đây là tiền đề quan trọng để phát triển bền vững cây cam đưa cam sành trở thành thương hiệu mạnh của tỉnh Hà Giang. Tỉnh Hà Giang cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, duy trì ổn định diện tích cam sành toàn tỉnh là 5.000 ha. Đến năm 2030, cải tạo, áp dụng đầu tư thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng và xây dựng chuỗi giá trị liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm với 100% diện tích cam sành.